xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8 và chào mừng các bạn lại quay trở lại một tập tiếp theo của series Bộ Não. Và trong topic ngày hôm nay thì như mọi người cũng đã đọc tiêu đề, mình sẽ nói về cảnh báo những vụ lừa đảo trong thị trường crypto. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu ngay nha. Đầu tiên đó là phishing hay còn gọi là tấn công giả mạo. Thì các bạn có biết là theo số liệu năm ngoái, năm 2023 đó, từ một đơn vị bảo mật có tên là Scam Sniffer thì có đến 324.000 người trên toàn thế giới đã bị dính khoảng gần 295 triệu đô chỉ vì việc bị dính tấn công phishing. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận để bảo mật để không bị dính tấn công phishing nha. Thì tấn công phishing là gì? Hiểu đơn giản có nghĩa là giả mạo, mạo danh admin, mạo danh một người nào đó để tấn công lừa tiền các bạn. Mình lấy ví dụ đơn giản như thế này cho các bạn dễ hiểu nha. Các bạn nhìn vào hình này và hình này. Mọi người nhìn kỹ giùm mình có thể phân biệt được ai là real, ai là fake không? Rồi các bạn nhìn kỹ nha. Thì nếu như các bạn thấy cái Telegram username thì Jenny Nguyễn 68, một bên có 2 chữ N, còn một bên có 3 chữ N, và một bên là @ real, còn một bên là @ fake. Các bạn không để ý kỹ thì sẽ rất là dễ bị những cái @ fake này DM Telegram của các bạn để xin tiền, hoặc là nói giả mạo rằng tôi là Jenny đến từ Con Số 8 và tôi đang cần một số tiền, hoặc là như thế nào đó. Tương tự như vậy, mình cũng đã từng bị giả mạo rất là nhiều những nền tảng mạng xã hội khác như là Facebook hay là Twitter. Bằng chứng thì các bạn có thể nhìn những hình sau để phân biệt được xem đâu là real, đâu là fake nha. Rồi, tiếp theo nữa thì bạn của mình đã từng bị một cái tin nhắn như thế này gửi đến, là có một người giả mạo mình và nói là mình là Jenny đến từ Con Số 8, rồi các bạn hãy gửi cho mình 500 đô tiền phí đi, mình có mở một cái group Telegram Premium gồm những người gọi là gạo cổ trong ngành, có khả năng ít 5, ít 10 tài khoản, nếu mà bạn muốn tham gia thì hãy gửi 500 đô cho mình nhé. Nếu mà các bạn không để ý kỹ thì có thể là sẽ bị dính bẫy bởi những người mạo danh như thế này. Và không chỉ riêng mình đâu, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hoặc là những người có tiếng khác trong thị trường thì cũng đã từng bị ít nhất một lần là bị mạo danh trên mạng xã hội. Ví dụ như mình có lấy một cái hình này ở trong group Ryan và những người bạn group cũ của anh Nguyễn Bá Vượng, anh Ryan Nguyễn đó. Thì bạn này có bị một Ryan Nguyễn fake mạo danh, nhắn là chuyển tiền cho Ryan Nguyễn fake, sau đó là sẽ được nhận token MG, rồi 18 giờ sẽ listing vân vân. Thì bạn này đã chuyển tiền và cuối cùng là bị scam và phải lên group để cảnh báo cho mọi người. Thứ hai nữa là một trường hợp khá là hy hữu xảy ra chính trong công ty của mình đang làm luôn mọi người. Thì mình xin phép là sẽ giấu danh tính bạn đó ở đây nha. Nhưng mà bạn này bị một cái là sếp của mình á, là bạn có một cái người account fake là đã mạo danh cái Telegram sếp của mình và nhắn tin cho bạn này nói là bây giờ cần gấp 3.750 đô, 4.000 đô và phải chuyển ASAP, có nghĩa là phải chuyển ngay lập tức bởi vì sếp đang cần số tiền này. Và bạn này thì ngay lập tức không có verify đây có phải thực sự là sếp của mình không, mà chỉ nhìn thấy Telegram có avatar có tên giống thôi là đã chuyển ngay 3.500 đô cho người sếp. Và cuối cùng thì sau khi mà nói chuyện một hồi, sếp đòi thêm tiền thì bạn mày mới vỡ lỡ ra là thực ra là mình đã dính bẫy rồi và mình đã chuyển tiền nhầm cho một người fake rồi. Đó, nó chỉ là một trong những cái rất là đơn giản như là mạo danh username hay là chỉ cần avatar giống thôi, những cái tưởng chừng như rất là đơn giản và không bị lừa đúng không? Nhưng mà thực tế thì đã có người bị lừa và mất rất là nhiều tiền rồi đó các bạn. Cho nên thì các bạn hãy lưu ý là nhớ là phải kiểm tra thật kỹ. Giống như là cái việc hôm bữa mình có một cái group chat tên là Nước Mưa ở trên Telegram đó, thì cũng có một bạn gửi cái hình này vào trong group nói là sao cái dự án DOT này để được cộng thêm reward nè, có ai được nhận thêm tiền thưởng không? Thì khi mà mình check ra thì mới biết đó là kênh giả mạo. Thì không những là mạo danh phishing những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, mà bây giờ họ còn mạo danh cả dự án, rồi cả những cái channel Telegram nữa. Cho nên các bạn cũng phải để ý nha. Và một điều nữa đó là Con Số 8 chẳng hạn, thì Con Số 8 là một kênh khá là lớn, cũng khá là uy tín, cho nên là cũng bị mạo danh. Sau đây thì mình sẽ để trên màn hình những cái ảnh kênh fake nha, kênh không chính thống nha, để các bạn có thể né. Ví dụ như là con số 8.shop hay là con số 8.us thì đều là những kênh fake hết. Bên mình chỉ có một trang duy nhất là con số 8.com thôi. Ok, tổng hợp lại thì sum up đó là cái cách này không khó để phân biệt fake hay là real, chỉ là chúng ta phải check thật là cẩn thận, thật là kỹ càng. Ví dụ như là check username như mình đã nói nè, rồi coi lịch sử tin nhắn xem là đã nhắn gì ở đằng trước hay không, rồi coi những cái group Telegram chung có những kênh nào chung vân vân. Có rất là nhiều thứ để check, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thôi. Còn một cách khác đó là mình có thể giới thiệu cho các bạn một trang tên là cryptochainuni.com/scamlist. Thì khi mà các bạn vào trang này
nó sẽ có những cái danh sách, những cái trang fake hoặc là trang giả mạo hoặc là trang lừa đảo đó, thì các bạn có thể đối chiếu ở đây để các bạn xem ha. Ngoài ra thì có những vụ khác xảy ra, ví dụ như là vào tháng 7 năm 2024 thì giao thức DeFi tên là Compound, là một giao thức DeFi rất là nổi tiếng và có uy tín trên thị trường, cũng đã bị tấn công phishing. Ví dụ như là khi các bạn truy cập vào trang website real của Compound á, là compound.finance, thì ngay lập tức cái việc truy cập đó nó sẽ tự động điều hướng các bạn sang một trang khác, là một trang fake luôn, là compound-finance.app. Nó sẽ tự động điều hướng cho các bạn luôn và các bạn không gọi là truy cập vào trang real nhưng mà tự động điều hướng vào trang fake. Đó, thì nếu mà các bạn không để ý tên miền là coi như là connect ví là mất tiền rồi đúng không? Nhưng mà khá là may mắn thì sau đó Compound Finance đã xử lý ngay lập tức và cảnh báo người dùng, cho nên là không bị ảnh hưởng, không bị ai mất tiền cả. Và ngoài ra thì có một cái website cực kỳ quen thuộc đối với các bạn mà mình nghĩ ai cũng biết, đó chính là CoinGecko, đúng không? CoinGecko thì mọi người truy cập rất là nhiều. Và các bạn có biết là vào tháng 5 năm 2022 thì CoinGecko cũng đã từng bị tấn công phishing không? Và phải lên thông báo cảnh báo cho người dùng, đó là khi mà vào truy cập trang web CoinGecko đó mà hiện ra cái thông báo như sau, mình sẽ để trên màn hình nè. Đó là CoinGecko khi mà các bạn truy cập được yêu cầu phải kết nối với ví MetaMask, truy cập vào trang nftf.win thì CoinGecko cảnh báo là không được kết nối với bất kỳ một trang nào khác ngoài CoinGecko, đó là trang scam giả mạo lừa đảo và không được connect ví của các bạn vào. Và thêm một ý nữa, đó là khi mà các bạn nhận được những tin nhắn hoặc là những thông báo như thế này từ những app mà các bạn đang dùng hoặc là gửi về email của các bạn với nội dung là bạn đã nhận được một phần thưởng trị giá bao nhiêu và nếu mà các bạn muốn claim cái phần thưởng token này hãy bấm vào đường link sau claim now, thì tuyệt đối là không được bấm vào. Mình sẽ gửi một số những cái hình ảnh cho các bạn xem để cảnh báo nha. Và cũng có một cái trường hợp khá là hy hữu nữa đã xảy ra với một người nổi tiếng, đó là Vitalik Buterin, cha đẻ của Ethereum. Cứ tưởng như là Vitalik thì tất nhiên là không bao giờ bị hack hoặc là không bao giờ bị tấn công phishing đúng không? Nhưng mà đã xảy ra vào tháng 9 năm 2023, đó là tài khoản Twitter của Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum, đã bị hacker tấn công và đăng bài như sau. Hacker đã hack Twitter của Vitalik và kêu gọi mọi người là hãy bấm vào đường link sau để mint NFT nhằm mục đích đó là chỉ để kỷ niệm chúc mừng những cái thành tựu mới của Ethereum thôi, chỉ cần bấm vào link sau để mint NFT. Và mọi người nghĩ là ok, Vitalik share kèo mint NFT thì chúng ta connect ví vào mint NFT thôi. Nhưng mà đó là link fake của hacker và đã rất là nhiều người bị scam và tổng cộng lượng tiền mất là khoảng 690.000 đô những người bị mất tiền. Hình thức lừa đảo số 2 có tên gọi là Zero Transfer. Để nói một cách dễ hiểu thì ví dụ như thế này, các bạn có xài tài khoản ngân hàng đúng không? Rồi, thì giả sử bạn là một người làm ăn kinh doanh và một ngày bạn xài tài khoản ngân hàng rất là nhiều lần đến mức là một ngày bạn xài 50 đến 100 cái giao dịch khác nhau, cứ chuyển tiền ra vô liên tục giữa khách hàng và những tài khoản ngân hàng của bạn. Nói chung là một ngày giao dịch rất là nhiều. Mỗi khi mà bạn nhìn điện thoại thông báo tinh tinh giữa các ngân hàng chuyển tiền với nhau á, thì hầu như là bạn không muốn coi, tại vì một ngày bạn giao dịch quá nhiều như vậy. Rồi, thì hacker nó sẽ lợi dụng cái điểm này như thế nào? Mình lấy ví dụ như là bạn đang xài Techcombank và bạn có một cái tài khoản ngân hàng khác ở một ngân hàng tên là Vietcombank đi. Thì cái tài khoản ngân hàng Vietcombank của bạn là như sau, là Phạm Thị Ngọc A với số tài khoản như thế này. Thì hacker nó sẽ tạo ra một cái tài khoản Vietcombank y chang như là cái của bạn, nó chỉ hơi khác ở một chút thôi. Mình sẽ để như thế này để xem các bạn có phân biệt được hai cái này nó khác nhau chỗ nào không nha. Tên chủ tài khoản giống y chang nhau, chỉ là cái số tài khoản bây giờ nó biến tấu, nó thay đổi 1 đến 2 cái chữ số ở trong cái số tài khoản đó thôi. Và nó bắt đầu làm một cái gọi là ảo thuật, đó chính là nó sẽ dùng cái số tài khoản ngân hàng fake của cái ngân hàng Vietcombank này, nó bắt đầu chuyển tiền vào ngân hàng Techcombank của bạn. Nó cứ chuyển ví dụ 10 đồng hay là 10.000, 20.000, nói chung là cứ tạo ra những cái giao dịch chuyển khoản gọi là ảo đó, để cho làm sao? Để cho những cái tài khoản giao dịch này nó đi vào cái lịch sử giao dịch của các bạn. Thì với những người mà không để ý, tại vì người ta có quá nhiều giao dịch một ngày, người ta sẽ không có check. Và khi mà họ muốn, ví dụ như bây giờ họ muốn chuyển tiền vào cái số tài khoản ngân hàng chính chủ ở bên Vietcombank đó, thì thay vì là họ copy cái số tài khoản ở trong cái nốt của điện thoại ra, thì có một số người họ lại vào cái lịch sử giao dịch và họ copy cái số tài khoản nhầm cái số tài khoản fake của hacker. Tại vì hai cái nó y chang nhau, đều là Nguyễn Thị A, và cái gọi là cái số tài khoản nó chỉ khác nhau có 1 đến 2 chữ số thôi, thì người ta không có để ý. Người ta vào cái lịch sử giao dịch còn đó, mà hacker nó cố tình nó trà trộn vào lịch sử giao dịch mà, người ta copy ở trong đó, người ta chuyển tiền và cuối cùng thì là chuyển nhầm cho tài khoản của hacker.
Và cái này không mới nha, tại vì nếu mà bạn nào theo dõi VN Express podcast á, thì các bạn hoàn toàn có thể nghe cái tập này mình sẽ để ở đây. Và VN Express đã từng cảnh báo rất là nhiều lần về cái việc gọi là trà trộn trong cái tài khoản ngân hàng fake này rồi, và họ làm rất là tinh vi. Thì trong crypto cũng vậy, quay lại crypto một chút, thì trong crypto cũng vậy, nó cũng là một cái chiêu thức y chang và nó tên là Zero Transfer. Thì tại vì nếu mà bạn nào mà hay gọi là giao dịch trong crypto thì các bạn biết khi mà chúng ta vào cái trang Etherscan hoặc là vào những cái trang mà mình để coi thesis á, thì chúng ta sẽ có một cái khung như sau, mình sẽ để trên màn hình nha. Thì cái khung này các bạn có thể nhìn thấy cái địa chỉ ví blockchain, thông thường là họ sẽ có những cái dấu ba chấm ở giữa. Tại vì sao? Tại vì địa chỉ ví blockchain nó quá là dài, nó là rất là nhiều những cái ký tự khác nhau và nó rất là dài, cho nên thì để tiết kiệm diện tích và tối ưu UI UX á, thì người ta sẽ để những cái dấu ba chấm ở giữa. Thì tương tự như vậy, nó cái hacker nó lợi dụng cái gọi là hiển thị này ở trên những cái thesis, nó bắt đầu làm giả những cái nó sẽ tạo ra một cái địa chỉ ví y chang cái địa chỉ ví của bạn luôn. Đây, cái này và cái này, các bạn thấy nó khác nhau chỗ nào không? Rồi, các bạn thấy khác nhau là cái ở giữa đúng không, cái khúc giữa nó khác nhau, nhưng mà còn cái đầu và cái cuối nó sẽ y chang nhau, dẫn đến việc khi mà hiển thị trên cái thesis á, thì cái địa chỉ ví của các bạn chỉ là cái đầu và cái cuối y chang nhau và cái dấu chấm chấm ở giữa thôi. Bạn sẽ không gọi là không để ý để phân biệt được, và cứ vào thesis rồi coi lịch sử rồi copy cái địa chỉ ví, cứ tưởng là địa chỉ ví của mình mà, nhưng mà đâu có biết được là cái ở giữa nó khác nhau đâu. Đó, thì là như vậy. Và không đâu xa, sếp của mình mới bị hôm bữa xong là tự nhiên một ngày vào Etherscan cái xong có khoảng 20-25 cái lệnh giao dịch khác nhau, cứ chuyển khoảng 0 USDC rồi 1 USDC, 2 USDC chuyển những cái giao dịch ảo vào trong cái ví của sếp mình. Và nếu như mà sếp mình không để ý và sếp mình copy nhầm thì chắc chắn là sẽ bị chuyển nhầm vào cái ví của hacker. Cho nên thì cái này người ta gọi là Zero Transfer, các bạn hoàn toàn phải là cẩn trọng, tốt nhất là cứ lưu ra tin nhắn bên ngoài hay lưu ra nốt bên ngoài, chứ không nên vào những cái lịch sử trong thesis để copy nha. Và cuối cùng thì Etherscan cũng có đề xuất một cái giải pháp cho cái việc này, đó là họ sẽ tự động ẩn những cái hiển thị giao dịch mà 0 USD hoặc là 0.0 không mấy USD trên Ethereum, nhằm giúp cho người dùng không có bị nhầm lẫn bởi những cái tài sản giao dịch cho của kẻ gian nữa. Và hình thức số 3 là honeypot. Honeypot là sao? Mình lấy ví dụ một cái hình sau, các bạn hãy xem nha. Bây giờ thì cái người dùng ở trong tin nhắn này mình tạm gọi là A đi. Thì bác A là bác nói là bác đang có 3.000 đô trong ví Web3 OKX mạng Tron. Và bây giờ bác muốn chuyển 3.000 đô này từ mạng Tron sang mạng BNB Chain, nhưng mà bác A không có BNB nào trong ví để làm fee cả. Thì bác A này nhờ là hãy đăng, bạn nào tốt bụng ở ngoài kia là hãy đăng nhập ví của bác ấy, nhập 12 seed phrase cho sẵn, nhập 12 seed phrase vô luôn, rồi deposit dùm bác một số ít cái tiền khoảng 1 đô, 2 đô vào làm phí, rồi chuyển dùm bác từ mạng Tron sang mạng BNB Chain. Thì theo như tư duy của một người bình thường, gọi là người bình thường mà không muốn giúp mà gọi là có lòng tham ở trong đó, thì khi mà thấy 12 cái seed phrase gọi là trình hình ở đó, kiểu như là mở dân tí miệng mèo á, thì mình nổi lòng tham mà đúng không? Mình thấy 3.000 đô và có sẵn 12 seed phrase, thì bây giờ mình nhập vô, và khi mà các bạn nhập vô thì đúng là cái ví đó luôn, nó sẽ hiện đúng cho các bạn là 3.000 đô có sẵn trong đó và coi như là bày ra trước mắt rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần nạp khoảng 1-2 đô tiền phí vào rồi các bạn rút về ví của mình thôi, là coi như bây giờ mình gọi là lừa đảo ngược lại cái bác đó luôn á. Đó, nhưng mà đời đâu như mơ đâu các bạn, khi mà chúng ta nhập cái 12 seed phrase vào rồi, nó hiện ra đúng cái ví rồi, và khi mà các bạn nạp cái tiền của các bạn vào để làm phí để chuyển đi á, thì tất nhiên là không chuyển được. Tại vì sao? Tại vì gọi là scammer nó thông minh lắm các bạn, nó không có ngu như vậy đâu. Là cái ví đó là cái ví multisig, tức là họ sẽ đòi hỏi các bạn là phải có nhiều chữ ký xác thực thì mới rút tiền ra được. Giống như là các bạn đang có một cái két sắt ở nhà và nó có hai cái dấu vân tay á, thì các bạn bấm một cái dấu vân tay của các bạn vào rồi thì nó vẫn chưa có mở ra được, phải cần một cái dấu vân tay của cái người khác nữa thì bấm vô nó mới mở cái két sắt ra để các bạn lấy tiền ra được. Thì cái ví multisig này nó cũng như vậy, các bạn xác nhận chữ ký ở bên các bạn rồi, nhưng mà vẫn cần cái bác A bên kia đó xác nhận cái chữ ký của các bác ấy vào thì các bạn mới có thể rút tiền ra được. Đó là cái mánh khóe của những người mà gọi là lừa đảo trong những cái hội nhóm bây giờ, là bưng sẵn 12 seed phrase ra cho nhập vào luôn, xong rồi nhờ gọi là rút tiền ra giùm, chỉ cần nạp 1-2 đô tiền phí vào đó. Thì tất nhiên là khi mà các bạn nạp vào rồi thì các bạn không rút ra được, và cái người A kia thì họ sẽ gọi là có thêm 1-2 đô tiền phí. Ok, 1-2 đô cũng không nhiều đúng không, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng xem là khi mà một người 1-2 đô thì 100 người, 1.000 người, mỗi người cứ 1-2 đô như vậy, thì chỉ cần một cái tin nhắn như vậy thôi là họ có thể thu được
cả trăm cả ngàn đô một cách hoàn toàn miễn phí chỉ vì lợi dụng cái lòng tham của cái người kia rồi, đúng không? Cho nên là những cái tin nhắn như thế này nó rất là nhiều ở trên những cái hội nhóm. Khi mà các bạn nhìn vào những cái tin nhắn như thế này thì chúng ta không nên nhập ship frame vào và không nên follow theo hướng dẫn của bên kia nha. Cái số 4 là mình sẽ chỉ cho các bạn xài thêm một loại ví là ví Rappi và hướng dẫn các bạn cách revoke ví như thế nào và tại sao chúng ta phải revoke ví để không bị scam. Đầu tiên là mình lấy ví dụ mình vào một cái trang DApp bình thường là PancakeSwap đi. Mình sẽ kết nối ví đúng không? Connect Wallet và mình hay các bạn hay xài MetaMask thì chúng ta sẽ kết nối MetaMask. Thì ngay lập tức các bạn thấy là cái thao tác nó rất là đơn giản, chỉ là việc bấm Next xong rồi Confirm thôi là mình sẽ gọi là cấp quyền cho cái trang này truy cập vào ví của mình. Rồi, approve. Rồi, vậy là xong. Hay mình lấy ví dụ một trang khác tên là Dextool đi chẳng hạn. Rồi, mình lấy trang Dextool nha. Chúng ta sẽ bấm chữ Connect Wallet. Connect Wallet. Connect MetaMask. Rồi, nó cũng sẽ hiện ra một cách bình thường và approve một cách bình thường. Bây giờ mình sẽ lấy những cái DApp nó lẻ hơn một chút. Mình lấy ví dụ như app.cryptex.finance đi. Rồi, mình sẽ kết nối ví MetaMask vào trang này cho các bạn xem. Ok, chúng ta sẽ bấm vô chữ Connect Wallet MetaMask. Bấm chữ Next, Confirm. Bình thường, vẫn kết nối ví Approve, kết nối ví bình thường đúng không? Hay là một trang khác nó lạ hơn một chút đi. Ví dụ như là Am Finance chẳng hạn. Những cái trang mà lạ lạ đó, mình sẽ bấm chữ Connect Wallet, kết nối MetaMask. Đó, như các bạn nhìn thấy là vẫn có thể connect một cách bình thường. Thì bây giờ mình sẽ suggest các bạn nên xài một cái ví khác, tên là ví Rappi. Bây giờ mình sẽ bấm chữ Manage Extension và mình tắt cái MetaMask đi để mình bấm cái Rappi lên. Bây giờ mình sẽ thử connect lại cho các bạn những trang như trên nhé. Đầu tiên đó là trang PancakeSwap. Rồi chúng ta sẽ reload lại. Bấm chữ Connect Wallet, mình sẽ bấm chữ Rappi, mật khẩu. Ok. Thì các bạn thấy đó là khi mà chúng ta xài Rappi, nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái khung trước khi mà mình connect với cái trang nào đó. Đầu tiên đó là listed by, là được list bởi những sàn nào. Thứ hai là size popularity, là cái độ phổ biến của trang này nó cao hay là nó thấp. Nó sẽ có những mức như là high là cao, này, medium là vừa phải và low là rất là thấp, rất là risky, có nghĩa là bị gọi là rủi ro cao đó. Thì cái trang PancakeSwap này thì chắc là ai cũng biết rồi. Thì cái độ popularity của nó là high, tức là cao. Ok, verify by Rappi, tức là được gọi là chứng nhận bởi Rappi, uy tín, thì mình sẽ bấm Connect. Rồi mình lấy một trang khác, ví dụ như là Cryptex Finance đi. Thôi lại lại một chút. Bây giờ chúng ta sẽ connect lại ví bằng ví Rappi để các bạn thử xem nha. Bấm chữ Connect Wallet, bấm vô chữ Rappi. Rồi các bạn ngay lập tức nó sẽ hiện lên là cái size popularity, là cái độ phổ biến nó chỉ nằm ở mức medium thôi, là nằm ở mức trung bình thôi. Và chúng ta vẫn muốn connect thì chúng ta sẽ bấm vào chữ Connect. Rồi mình lấy ví dụ một trang khác, vẫn là cái trang lúc nãy tên là Am Finance. Bây giờ mình sẽ bấm vào chữ Connect Wallet. Rồi bấm vào chữ Rappi Wallet. Thì các bạn ngay lập tức nó sẽ cảnh báo màu đỏ. Màu đỏ ở đây thường là những cái gì gọi là risk đúng không? Gọi là rủi ro cao. Thì cái chữ size popularity này nó đang nằm ở mức very low, tức là nằm ở mức rất là thấp. Và nó cảnh báo chữ danger là nguy hiểm, là các bạn thật sự có muốn connect vào trang này hay không. Tại vì cái độ phổ biến của nó nằm ở mức rất là thấp. Nếu mà chúng ta vẫn muốn connect thì chúng ta bấm chữ ignore, là coi như là tao không quan tâm, tao vẫn muốn connect với trang này. Thì mình sẽ bấm chữ ignore để mình connect vào nha. Nhưng mà mình không khuyên các bạn là nên connect vào những trang mà Rappi nó đã cảnh báo là very low. Mình lấy ví dụ một trang khác là Vote Finance đi chẳng hạn. Khi mà chúng ta bấm chữ Connect Wallet, bấm vào chữ Rappi, đó, nó cũng sẽ hiện lên là listed by là none, là không có bên nào list hết. Rồi size popularity cũng là very low, nó sẽ cảnh báo cho mình. Tiếp tục một trang cuối cùng mình sẽ ví dụ cho các bạn, đó là Dego.finance chẳng hạn. Khi mà chúng ta bấm vào Connect Wallet, nếu mà bấm MetaMask thì nó vẫn bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta bấm vào đâu rồi, bấm vào Rappi thì nó sẽ cảnh báo, nó hiện lên cho mình. Đợi mình chút nha. Đó, nó sẽ hiện lên cho mình là very low. Thì chúng ta sẽ gọi là cần cảnh báo bởi những cái trang này. Đó, cho nên là
mọi người nên xài Wrapped để có thể gọi là xem là những cái trang nào mà mình nên thật sự connect, còn những trang nào mà nó popularity nó thấp á, thì mình không nên connect. Điều thứ hai đó là revoke ví. Revoke ví là tại sao? Thì ví dụ mình vào trang PancakeSwap đi, sau đó mình kết nối ví, rồi bắt đầu mình thử swap từ USDC qua đồng Cake. Thì khi mà chúng ta bấm vào confirm swap đó, thì thông thường nếu mà mình không để ý á, thì nó sẽ hiện ra cái thông báo đó là bây giờ mình sẽ cấp quyền cho cái trang này, nó truy cập vào toàn bộ cái đồng USDC của mình và nó có quyền gọi là approve toàn bộ cái số tiền mình có. Mình lấy ví dụ như các bạn có khoảng 10.000 đô hay là 100.000 đô trong ví đi, thì nếu mà các bạn không set cái limit, là có nghĩa là tao chỉ cung cấp cho mày swap khoảng 10 đô hoặc là 20 đô thôi, ngoài ra những cái giao dịch lớn hơn 10 đô và 20 đô thì phải request thêm để mình approve mới được swap tiếp. Mà các bạn không để ý, các bạn cứ bấm sign, bấm approve là nó có quyền gọi là cấp bạn chính xác là đang gián tiếp cấp cái quyền cho nó gọi là rút ra toàn bộ cái USDC của bạn. Đó, thì ví dụ như thế này nó đã cảnh báo cho mình là give approval to all withdrawal đó. Có nghĩa là bây giờ mình reject hoặc là mình continue. Nếu mà bây giờ mình reject thì khi mà chúng ta ví dụ bấm swap đi chẳng hạn. Đó, nó sẽ hiện ra cái max cap mà mình sẽ grant cho cái trang này để rút cái USDC của mình. Ví dụ như là grant cho khoảng, rút cho khoảng 3 đô thôi. Đó, thì chúng ta bấm next và chúng ta giao dịch tiếp. Và các bạn nhớ nha, thì khi mà chúng ta truy cập vào những cái trang khác nhau, không những là PancakeSwap và những cái trang DeFi nó độ uy tín nó thấp hơn một chút chẳng hạn, mà chúng ta cứ không để ý và cứ grant quyền truy cập cho nó toàn bộ như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên thì mình mới cần phải có một cái công cụ gọi là revoke. Thì bây giờ mình sẽ vào một trang, đó là trang revoke.cash. Thì khi mà các bạn connect ví vào rồi thì mình sẽ bấm vào cái My Approval. My Approval xong thì nó sẽ hiện ra những cái đồng token mà trước đây bạn đã từng cấp quyền cho nó. Ví dụ nên mình lấy ví dụ nha, đồng MAT là mình cấp quyền unlimited, là không giới hạn là muốn rút bao nhiêu thì rút chẳng hạn. Hay là những đồng như BUSD thì mình chỉ cho quyền là rút 30 BUSD thôi. Ví dụ như vậy thì mình sẽ revoke những cái đồng token này. Khi mà chúng ta revoke mình sẽ có một cái khoảng gas nho nhỏ. Nếu mà các bạn đồng ý thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục vào approve để chúng ta revoke lại những cái đồng token mà bạn đã lỡ grant quyền cho nó rút hết ra khỏi ví của các bạn nha. Đó, thì các bạn muốn revoke vào đồng nào chúng ta sẽ bấm chữ revoke và cứ continue, và chúng ta sẽ trả một cái phí gas nhỏ nhỏ để mình approve cái việc revoke của mình. Như vậy là xong. Thì mọi người có thể vào những cái trang revoke khác nhau, nhưng mình hay vào revoke.cash thì các bạn có thể tham khảo nha. Cái số 5 là contract giả. Thì mình thấy họ hay lợi dụng cái điểm này để gọi là lừa những người mà gọi là mua vội mà không chịu check kỹ cái contract của nó, mà chỉ search cái tên ticker của cái đồng coin ở trên cái thanh search thôi á. Mình lấy ví dụ như là khi mà trang Synthom chẳng hạn, mình muốn search một cái đồng coin tên là Sundog, thì chúng ta bấm vào chữ Sundog và bấm Enter thì nó sẽ ra rất là nhiều những đồng khác nhau của Sundog. Nó cũng ticker là Sundog luôn nhưng mà không phải là con Sundog real chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác nữa, đó là mình sẽ lên Twitter để tìm kiếm xem là con Sundog thật là con nào. Rồi ví dụ mình lên, mình thấy nó có một cái contract như sau, thì mình copy cái contract này, sau đó mình vào lại cái trang Synbum và mình dán cái chữ contract thay vì mình search cái tên ticker á, thì nó sẽ ra cái con Sundog real. Đó, thì cái hình thức này nó không quá phổ biến, nhưng mà nhất là những con mà meme hay là những con mà mới listing trên sàn, hoặc là những con mà cứ gọi là mọi người muốn thường mua trước để không bỏ lỡ cái cơ hội mà nó list sau á, thì mọi người hay bị cái là cứ search cái tên ticker rồi mua, rồi bị mua nhầm con fake. Mà chính là chúng ta sẽ phải search là cái contract chứ không phải là search cái ticker. Thì đó, cái này đơn giản thôi, cho nên mình sẽ chỉ nói ngắn gọn, đó là mọi người hãy nhớ là phải search contract cho đúng cái đồng coin đó, không có search ticker để mua nhầm những cái con giả mạo nha, tại vì nó làm giả con contract rất là nhiều. Và điều số 6 cuối cùng thôi, mình sẽ nói nhanh cho các bạn, đó là khi mà chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta thấy những cái trang như thế này thì mọi người lập tức là né cho mình, không cần nhìn lần thứ hai luôn. Mình sẽ show trên màn hình cho các bạn xem. Ở đây là trang tên là Speeding VIP.
Ok, nghe cái tên thì không uy tín lắm, nhưng mà sau khi mà mình tìm hiểu và đăng nhập vào thì mọi người có thể thấy những cái giao diện này rất là cực kỳ đa cấp và lừa đảo luôn. Ví dụ như là có ba cái pool, một cái pool star là 500 đô, pool pro là 1.000 đô và pool vip là 5.000 đô, thì lãi của pool star là 0.5% một ngày, pool vip thì sẽ là 0.5% một ngày cộng thêm profit khác vân vân, rồi sẽ có pool heaven, pool master, rồi pool vip master. Nói chung là nhìn vào cái giao diện này và nhìn vào những cái mức lãi APR nó rất là ảo ma như thế này thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể biết là đây là những trang giả mạo và đang lừa mình. Chúng ta sẽ bấm tiếp vào những cái hệ thống như là member team, transaction, document vân vân, thì mọi người hoàn toàn có thể thấy một cách cực kỳ rõ ràng đây là hệ thống đa cấp và mời người vào để lấy tiền người sau trả cho người trước, cũng như là ví dụ mà các bạn nạp tiền vào mà muốn rút ra đó, thì hệ thống nó sẽ đòi hỏi các bạn là phải nạp thêm một số tiền vào nữa, ví dụ anh chị phải nạp thêm 2 triệu nữa thì mới rút ra được cái số tiền trước mà anh chị đã nạp vào. Những cái này báo đài đã nói rất là nhiều rồi, và mình sẽ để luôn những cái link từ VTV, Công an và VOV đã cảnh báo rất nhiều lần về chiêu thức lừa đảo này và triệt phá đường dây lừa đảo này một cách cực kỳ rõ ràng. Và các bạn hãy nhớ là những khi nào mà gặp những cái pool hoặc là những cái hệ thống đa cấp như thế này thì phải né vội giúp mình, không tuyệt đối không được nạp tiền vào nha. Và trên đây là những chiêu thức lừa đảo trong thị trường crypto mà mình đã tổng hợp được. Thực ra thì nó có rất là nhiều những chiêu thức khác nhau, nhưng mà mình nghĩ đây là những bản cập nhật mới nhất mà các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra thì mình cũng còn trước đây, mình 2 năm trước có làm một cái video về cảnh báo những chiêu thức lừa đảo phổ biến hơn và dễ nhận biết hơn trong thị trường crypto. Các bạn có thể xem lại ở video trên nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi tập này. Hy vọng là các bạn thấy nó hữu ích, và đừng quên cho mình một like, share và một subscribe cho Con Sáu Tám TV. Hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo của Bộ Não nha. Bye bye. Bye.